Video này em gửi tới toàn thể các bác mẫu xe to cao rộng rãi và đời của xe thì cũng không phải là thấp các bác nhá. 2015. Cuối 2015 thì form của chiếc xe này cũng đã có sự khác biệt. Đây là chiếc xe Toyota Innova bản đủ các bác nhá. Đời 2015. Số sàn máy của xe là 2.0. Với thiết kế là 8 ghế ngồi. Một chiếc xe đi ít, còn cực kỳ là mới so với cái đời 2015 các bác nhá. Bên em cũng kinh doanh và bán dòng xe này khá là nhiều rồi, nhưng mà cũng ít gặp những con xe nó còn chất lượng như con xe này. Đấy, các bác nhìn xem, đặc biệt là những cái phần vô lăng các bác nhìn xem là không bị mòn. Đấy, vô lăng của xe cực kỳ mới luôn. Thì em sẽ quay cả gầm, cả máy nữa cho các bác xem nữa các bác nhá. Các bác nhìn này, những cái gai sần ở vô lăng của xe này không bị mòn đúng không ạ? Logo đẹp. Đấy, cũng hoàn toàn làm được rõ vô lăng đây. Và chiếc xe này cũng đã được lên một cái màn hình Android loại lớn rồi, loại to rồi các bác nhá. Đấy, chìa khóa của chiếc xe là chìa khóa kiển xịn nguyên bản theo xe đây, vì nó là bản đủ mà, đúng không ạ? Và báo trên màn hình đồng hồ đây nó là 9 vạn km các bác nhá. Đây, các bác xem. Đấy, 9 vạn. Đây màn hình đây. Màn hình Android cỡ lớn rồi và có thể vào được 3G. Đấy, hiện tại là vẫn còn SIM 3G ở trong màn hình đây. Các bác nhìn này, chữ H cộng chính là 3G đấy ạ. Và đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Chiếc xe này được thiết kế có hai dàn điều hòa độc lập. Đấy, một dàn thì được điều chỉnh ở vị trí kia và thổi lên 4 cửa gió ở khung tắp lô đây. Với lại một dàn nữa được nằm ở phía dưới cùng và được thổi lên 4 cửa gió trên trần. Và đây là công tắc để các bác mình bật mở các bác nhá. Chân ý được bọc ni lông rồi. Đây các bác xem, được bọc ni lông hết rồi. Những cái vị trí này các bác nhìn xem, nó vẫn còn rất là sáng và trắng. Đúng không ạ? Tem của xe vẫn nguyên đây. Đấy, bộ ghế da loại xịn, loại tốt các bác nhá. Con này của em keo chỉ zin và máy số của chiếc này là của nó vẫn còn zin các bác nhá. Máy số zin, keo chỉ zin. Bên em bán cho các bác chiếc xe này có cam kết và có bảo hành về chất lượng. Cam kết bảo hành không lỗi, không bị lỗi máy, lỗi số, lỗi thân vỏ, lỗi giấy tờ, không lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước các bác nhá. Còn đây là phía sau của chiếc xe. 2012, 2013 thì form nó sẽ khác một chút. Và đèn phía sau nó sẽ không có cái đèn băng mà kéo dài từ bên đây sang bên đây đâu các bác nhá. 14, 15 mới có cái đèn như vậy. Và đây là phía sau thì các bác thấy là chiếc xe cũng đã được thiết kế thêm một cái thanh cản để chống va chạm phía sau và có cả mấy cái mắt cảm biến lùi chống va chạm nữa đây này. Có camera lùi nữa các bác nhá. Đấy, rồi đuôi gió các thứ vẫn đầy đủ này. Rồi đây là có một cái phần gạt mưa. Lốp của xe này vẫn còn dày. Và la dẫn đúc dạng phay, dạng phay 5 chấu kép các bác nhá. Bản đủ thì tất nhiên nó sẽ có cả là ABS nữa. Có cả ABS nữa các bác nhá. À, bây giờ thì em sẽ di chuyển sang bên kia và quay cho các bác xem chi tiết. Các bác đang quan tâm đến cái dòng xe Innova này, bên em hiện tại đang có mấy con. Thì con này đang là đời cao nhất 2015 các bác nhá. Còn mấy con kia là đời 2006, 2007, 2008. Đang có mấy con liền cơ. Một dòng xe mà thời gian vừa qua em thấy khá là hot, được nhiều người quan tâm và tin dùng. Và thậm chí dòng xe này hiện tại đang là lên giá các bác nhá. Đang lên giá luôn, bởi vì không có xe mà bán, cho nên là hiện tại là dòng Innova đang lên giá. Dòng này không như là giống một số những năm 1-2 năm trước đúng không ạ? Dịch bệnh là những dòng xe này người ta rất là kén khách, ít người đi. Bởi vì người ta mua về chạy dịch vụ nhiều mà, đúng không ạ? Mua về chạy đi đây, chạy đi làm nữa. Cho nên là những dòng xe này nó rất là phù hợp để cho các bác mình sử dụng đi làm. Đấy, có thể là đi lại, có thể là chạy dịch vụ. Đấy, cho nên là thời gian vừa qua là cái dòng xe này đang rất là khá là hot đây. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của bác, bây giờ sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Keo chỉ cánh cửa đây, các bác nhìn xem vẫn còn nguyên. Đấy, lồng trong sơn xi bóng đẹp. Những phần đắp lên cánh cửa của xe, đồ nhựa. Các bác nhìn xem, đồ nhựa ở vị trí trên. Các bác nhìn xem đây, vị trí ở trên đây này, cái phần cánh cửa này. Những cái vân nhựa này chưa bị mòn nhá. Nhiều con Innova bị mòn rồi, vì chạy nhiều mà, cho nên nó bị mòn. Con này của em là chạy ít cho nên là vân nhựa này chưa bị mòn luôn. Và những cái phần nỉ của cánh cửa các bác nhìn này, nó còn khá là mới. Đấy, khá là mới, nội thất màu kem các bác nhá. Khung sườn vách cửa không mục, không mòn. Những cái móc khóa của xe còn rất sáng. Bộ ghế đẹp, sàn mọc da, lót thảm trải sàn đầy đủ hết. Ở vị trí chỗ này
là có cổng điện ra 12V và có cảm biến, rồi có sấy sửa kính các bác nhá. Đây là tần số của chiếc xe, côn số lái của chiếc xe hiện tại đang hoạt động rất là êm ái và trơn tru. Đây là cốp đồ, tỉ tay. Và cái tỉ tay này nhá, nhiều con là mòn rồi, con này của em là chưa bị mòn đây này. Đấy, chưa bị mòn luôn. Đăng kiểm của xe là vừa mới khám xong nhá, đến tận năm bao nhiêu ạ? Đến tận năm 24 luôn, tháng 3 năm 24 mới hết đăng kiểm. Con này mới đăng kiểm xong. Còn dài miên man luôn. Dòng xe cực kỳ bền anh và tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tất cả những chi phí sau này các bác mình dùng. Dòng xe rất đáng mua đúng không ạ? Đáng chỗ ngồi, rộng rãi. Ở cái hàng ghế phía sau cùng này đấy ạ. Đây, tiếp sẽ quay các bác. Mình có thể ngồi được lên đến cả 3 đến 4 người các bác nhá. Hiện tại hai cái ghế này đang treo lên, nhưng mà mình hạ xuống mình có thể là ngồi được 3 đến 4 người liền. Đấy. Và hàng đây cũng vậy, có thể là ngồi được 3 đến 4 người các bác nhá. Rất rộng luôn. Và tiếp theo này là cái bách cửa. Đấy. Ok chưa? Các bác quan tâm đến mẫu xe này, xem hết video vào và gọi điện trực tiếp cho bên em để chốt giá. Sẽ có giá đẹp nhất cho xe này nhá. Thì em sẽ nói giá ở phần đoạn cuối video. Các bác nhìn xem, cái phần nội thất bên trong xe rất là tươi. Một kèo đinh tán là nguyên zin, không mất một cái đinh nào cả. Lốp của xe vẫn còn tương đối dày. Tương đối dày nhá. Cửa đóng chắc chắn và êm nhẹ. Tôn vỏ không bị bả ma típ, gõ kêu loang quang ở xung quanh. Đây. Và chiếc xe cũng đã được dán tem. Bác nào mà không thích tem thì có thể là mình bóc đi nhá. Bóc tem đi cũng được, không để tem. Ở phần trên đầu đây thì các bác thấy là có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Và đây đăng kiểm nhá. Đăng kiểm của xe còn rất là dài đây. Đây, năm 24 luôn này. Cửa xe đóng rất là đều luôn. Các bác xem đây. Em mời các bác xem đến phần đuôi nhá. Bây giờ sẽ mở cốp ra. Cốp ra cho các bác xem. Đấy, rất rộng luôn. Kể cả các bác có hạ ghế xuống thì vẫn để được rất nhiều đồ phía sau. Innova thiết kế luôn luôn là rộng rãi đúng không ạ? Ở trên trần thì các bác thấy là có 4 cửa gió đúng không ạ? 4 cửa gió kia. Đây, 1 cái này, 2 cái, 3 cái, 4 cái đúng không ạ? Và dàn của nó được nằm ở dưới đây này con này. Em ngày xưa cũng là thợ điều hòa cho nên em biết. Đèn trước đèn sau rất là mới. Mọi người xem rất mới nhá. Con này của em biển 15, tên tư nhân 1974. Bác nào mà sinh năm 74 lấy chiếc xe này về đúng không? Phù hợp luôn đúng không ạ? Và đặc biệt các bác ở Hải Phòng nữa thì quá tuyệt vời. Lát em sẽ quay từ gầm, quay máy sau nhá. Bác xem phần bên đây đi nữa đi ạ. Dòng này nó cũng có nhiều những cái tính năng, nhiều option để review và nói nhiều đúng không ạ? Chủ yếu quay cho bác xem cái độ đẹp của chiếc xe thôi. Xe thì zin đẹp rồi, không lỗi rồi. Hình thức thì nó như vậy. Có thể bán vào tận trong miền Nam cho các bác được nhá. Không những dòng xe này mà tất cả dòng xe khác nữa. Bên em có xe lồng ship chuyển vào tận nhà cho các bác được các bác nhá. Ở đâu cũng có thể là mua cái xe bên em được nha các bác. Bốn kích điện của chiếc xe đang lên xuống rất là êm ái và nhẹ nhàng. Đây em đã quay vào lúc trời đang hơi chuẩn bị tối. Hơi tối một tí đúng không ạ? Đây các bác xem. Tất cả những vị trí này và những phần vách cửa xe nó không bị dấu hiệu han gì. Và đây là gương chỉnh điện của xe. Mẫu xe chạy khá là ít. Với cái đời 2015 như này là chạy ít rồi đúng không ạ? Kính của nó được dán xung quanh toàn bộ rồi nhau ạ. Bác có thể cho thợ, cho người đến kiểm tra, test, check thoải mái rồi những con xe bên em bán. Có thể là chiếc xe Innova bản chủ bản E này các bác nhá. Phần đầu của xe thì các bác thấy là cũng đã được bên form mới rồi. Được ốp lốp ở một số vị trí mặt cản ga đăng. Mặt cản ga đăng được ốp lốp rồi các bác nhá. Đấy. Và đèn cũng vậy, được ốp lốp rồi. Từ đây cũng vậy, sẽ có một cái đèn sinh nhan báo rẽ nằm trên gương.
em mời các bác xem nốt đối với những cái phần tiếp theo. Dạ vâng, tiếp theo là gầm này các bác. Các bác nhìn xem, gầm đẹp chưa? Dòng Innova được thiết kế máy dọc cầu sau các bác nhá. Nhiên liệu của chiếc xe Innova 2.0 này thì nó tầm khoảng là 8 đến 9 lít trên 100 km. Các bác xem cho em phần dưới gầm đây. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu đó thì đây là một mẫu xe 8 chỗ ngồi, rất là ít đúng không ạ, rất là ít nhiên liệu. Bác mua về mình có thể chạy dịch vụ được cho những mẫu xe Innova như này nhá. Dòng này người ta còn mang ra người ta chạy taxi cơ mà đúng không ạ. Các bác xem trang động cơ khoang máy của xe nhá. Đấy, máy đẹp như này các bạn. Trong kia là cục phanh ABS các bác nhá. Rất là gọn gàng, sạch sẽ, tươi mới. Riêng về máy và số của chiếc xe là hai cái vị trí rất là quan trọng. Cho nên là lúc nào bên em cũng phải là ưu tiên kiểm tra hàng đầu. Đầu tiên là phải kiểm tra máy và số trước đã, rồi mới đi kiểm tra đến về vấn đề tai nạn đâm đụng đúng không ạ. Đấy. Máy số mà kém hay là tai nạn đâm đụng bên em không bao giờ nhập về đâu. Không bao giờ xuống tiền bỏ tiền ra để mua để nhập về. Bây giờ thị trường đang nhiều xe mà, tội gì phải mua những con xe bị lỗi như vậy đúng không ạ. Vâng. Video đến bây giờ thì em cũng quay cho bác mình khá là tương đối đầy đủ rồi. Bác liên hệ sớm, liên hệ nhanh với bên em theo ba số này là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Đấy, các bác kết nối cho em theo ba số đó là ba số Zalo các bác nha. Ưu tiên Zalo nhá, nhắn tin Facebook đôi khi bên em không trả lời hết được. Vâng. Những cái thủ tục làm công chứng hoặc là rút hồ sơ sang tên thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác. Về vấn đề là đổi xe các bác nhá. Bên em cũng sẽ đổi cho bác mình với giá tiền hợp lý nếu bác nào mà đang có xe gì muốn đổi và thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với mức tiền tốt nhất thị trường. Vâng. Các bác nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em nhá, nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi nữa để xem thêm video mới. Về giá của mẫu xe này thì bên em hiện tại đang bán loanh quanh tầm khoảng là loanh quanh tầm 400 triệu các bác nhá, loanh quanh tầm khoảng 400. Bác nào mà đang yêu, đang thích mẫu xe này thì có thể nhấc máy gọi điện bên em để chốt giá đẹp. Đấy. Rồi em còn bán một con hơn 400 một tí cơ mà, 401 cơ mà đúng không ạ. Nói chung là cái dòng này bây giờ đang lên giá một chút các bác nhá. Các bác mình so sánh giá với thời điểm trước là mình không thể là mua được xe. Đấy, vâng, các bác mình níu như vậy. Bây giờ em sẽ kết thúc video này tại đây và gặp lại các bác trong chương trình video lần tiếp theo.